Đồng Tuyết Kỳ mới 25 tuổi, vậy mà mẹ cô đã lo sợ cô ấy tới nơi, nên đã nhờ bạn bè gia đình giới thiệu cho 8 anh chàng để đi xem mắt. Bị bắt đi xem mắt, vốn định qua loa cho xong việc, ai rẻ anh chàng thứ 8 còn chơi lớn hơn cả cô. Anh chàng đẹp trai nhấp một miếng trà sữa, điệu bộ màu mè phong bạt. Chào em, anh năm nay 27, thích cắm sừng người yêu, bài bạc gái gú hút hít biết cả, thu nhập không cố định, Chủ yếu xem bạn gái cho anh bao nhiêu tiền Không biết nấu ăn Anh vừa ý em lắm đó Thế bạn chứ Trên điện thoại là thông tin đối tượng do mẹ đồng gửi cho Bác sĩ thú y Chưa yêu bao giờ Có chứng chỉ đầu bếp Trai đẹp vẫn tiếp tục nói Sao nào không hài lòng Vậy thôi bay Cốc trà sữa này chia tiền đều ha Đồng tuyết kỳ nói chờ chút Đến lượt cô tấn công rồi Năm nay 25 Thích gọi trai bao Sở trường là ăn nhậu, đánh bạc, chơi đồ Thu nhập hàng tháng cao đến 30 triệu Em cũng vừa ý anh lắm Ngày mai ra mắt vụ huynh luôn nhỉ Trai đẹp bổ sung Anh còn bạo lực gia đình Em báo cảnh sát Trai đẹp nói Thôi không diễn nữa, nói thật nhé Xin tha cho tôi Câu chuyện mẹ ép xem mắt 49 gặp phải 50 hấp dẫn này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Liệu có cái kết hạnh phúc nào dành cho hai người họ? Mời quý khán thính giả cùng đón nghe chọn bộ truyện trên kênh youtube, nghe audio truyện ngôn tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để tiêm truyện có thêm động lực, sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Con trẻ mà đã bị rụt cưới tới đau cả đầu. Bà nội cô thở dài lần thứ 8, khen ai đó vừa tốt nghiệp đại học, đã kết hôn sinh con. Bạn của bà đều biết chắc cả rồi. Đồng Tuyết Kỳ đành chịu trận, cô thỏa hiệp. Mẹ đồng hành động nhanh như gió, lập tức sắp xếp 8 buổi hẹn cùng một ngày. Bài người đầu tiên, mỗi người mỗi vẻ. Người thì đến muộn nửa tiếng, người thì vừa xem mắt vừa gọi điện. Người thì mở miệng ngậm miệng toàn là mẹ tôi bảo. Không thì là cưới xong, em phải phụ trách chăm con làm việc nhà, phụng dưỡng ba mẹ tôi đồng tuyết kỳ tuét miệng cười ha ha biến cưới mẹ anh đi đồ thần kinh bọn họ tức giận bỏ đi trước khi đi còn không quên gói bánh ngọt và cà phê chưa dùng hết về mẹ đồng nhắn tin gì vậy bảy người đều không được hả đúng chẳng ma nào được cả để họ lập đội đi cứu bà lão đi thế người tiếp theo chắc chắn hợp mắt con đấy mẹ đồng nhắn liên tục cậu ta đẹp trai lại còn là bác sĩ thú y nếu thành công thì tiểu bối nhà mình sẽ có người chăm sóc miễn phí rồi nhỉ tiểu bối là con mèo cưng nhà cô nuôi với lại con không biết nấu ăn lại lười nữa cậu ta còn có chứng chỉ đầu bếp có thể nấu ăn cho con đó sao lại còn kéo cô vào dẫm thế này mà này còn trẻ thế mà đã có ba căn nhà rồi đấy chưa từng yêu ai nghe nói là do văn nghệ quá mấy cô gái không thích nhưng không sao mẹ thì thích lắm còn thích động vật nhỏ nữa chứng tỏ cậu ta là người tốt bụng. Chỉ có điều là hơi nghiện mèo một tí, nhưng không sao. Con người không ai hoàn hảo, ai cũng có vài khuyết điểm nhỏ. Hơn nữa còn cũng thích mèo mà, đúng là trời sinh một cặp. Sao mẹ đồng biết được nhiều thông tin thế nhỉ? Viết ở đâu vậy? Nhưng lại nghĩ lại thì mạng lưới thông tin của bà chắc chắn rộng hơn cô nhiều, nên cô cũng không hỏi nữa. Có vẻ người này rất hợp ý mẹ. Đồng Tuyết Kỳ đề nghị, vậy mẹ đi gặp anh ta đi mẹ đồng đáp biến đồng tuyết kỳ gặp điện thoại lại ngồi chờ anh chàng cuối cùng lên sàn năm phút trước giờ hẹn một người đàn ông ăn mặc rất lòe loẹ loẹt đeo kính dâm to bản tay cầm ly trà sữa mi duê đẩy cửa bước vào đồng tuyết kỳ bỗng dưng có dự cảm không lành và dự cảm đó nhanh chóng thành sự thật anh chàng này mặc áo khoác dài giữa trời hè mà chẳng than nóng đảo mắt nhìn quanh một vòng quán cà phê như thể đã khóa mục tiêu là cô anh ta sải đôi chân dài tiến về phía cô. Dù cách một cặp kính dâm, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn của anh ta. Đồng Tuyết Kỳ, giọng nói nghe cũng khá hay, nhưng cô thực sự không muốn nhận, vì mọi ánh mắt xung quanh đều đang đổ dồn về phía hai người bọn họ. Nhưng nếu cô không đáp, anh ta sẽ đứng đó không đi, ánh mắt xung quanh như gai đâm vào lưng cô vậy. Đồng Tuyết Kỳ đành phải cắn răng đáp, "Vâng" một tiếng. Anh ta kéo ghế ngồi xuống, tự giới thiệu trình gia khiêm tên anh hay lắm đồng tuyết kỳ lịch sự khen một câu trình gia khiêm đưa tay ra cố tình khoe đường quay hàm sắc bén rồi tháo kính dâm xuống tất nhiên rồi chỉ có cái tên như nam chính tiểu thuyết ngôn tình mới xứng với cô thôi ừ ừ đồng tuyết kỳ thành thực hùa theo cô ngượng ngùng nhấp một ngụm cà phê trông anh ta cũng đẹp trai nhưng sao cô cứ cảm thấy hình như anh ta có vấn đề về đầu óc nhỉ anh ta đặt ly trà sữa chưa uống được bao nhiêu lên bàn. Ánh mắt cô rơi trên ly trà sữa của anh ta mấy giây. Đột nhiên anh ta cười, nghiêng người về phía trước. Hai tay đan lại đặt dưới cằm. Hâm mộ à? Đồng tuyết kỳ ngẩn người trước câu hỏi của anh ta. Hả? Ai? Anh ta lại ngả người ra sau, thoải mái dựa lưng vào ghế. Tôi biết, tôi biết mà. Bây giờ không phải ai cũng có thể mua đứt một ly trà sữa. Nhưng yên tâm đi, Tôi không phải là người keo kiệt gì đâu. Vừa nói anh ta vừa cúi xuống, không biết mỏi ở đâu ra thêm một ly trà sữa nữa, đưa đến trước mặt cô. Anh ta làm động tác mời. Nhớ chia tiền nhé, ly này là 60.000. Tôi được nhiều người khen là rộng rãi, ha ha ha. Anh bạn, sự im lặng của cô nghe có điếc tai không? Sao em gái xinh đẹp lại không nói gì thế? Lạnh lùng thế này, làm tôi cảm lạnh là tôi sẽ dùng bảo hiểm của em để chữa bệnh đấy. Ông trời ơi, khóe mắt cô co giật. Thôi không làm mất thời gian của tôi nữa, vào chủ đề chính nhé. Đồng Tuyết Kỳ trả lời với một chút khô khan. Được thôi. Cô lén nhìn điện thoại, không sai mà, ảnh khớp, tên cũng khớp. Nhưng sao cô lại có cảm giác người đến đây không phải là người trong ảnh nhỉ? Tháng trước, anh vừa mới tổ chức sinh nhật 27 tuổi. À, quà thì không cần phải bù đâu. Đồng Tuyết Kỳ cười nhạt. Anh chu đáo thật ha, Sở thích của tôi hơi đặc biệt một chút. Tôi thích ngoại tình, ăn uống, chơi bời, cờ bạc cái gì cũng rảnh. Anh ta nói gì trừu tượng quá, làm cô chẳng hiểu nổi. Thu nhập của tôi thì không ổn định. Chủ yếu là xem bạn gái cho tôi bao nhiêu tiền. Dù sao tôi cũng chu đáo thế mà. Mấy người yêu cũ của tôi vẫn nhớ nhung mãi. Mong em hiểu cho. Đồng tuyết kỳ gật đầu. Tôi cũng không biết nấu ăn. Nên hy vọng em có thể nấu cho tôi ba bữa mỗi ngày phải đạt tiêu chuẩn nhà hàng Michelin đấy. Tôi rất thích em, mình thêm phương thức liên lạc nhé. Đồng Tuyết Kỳ khuyên anh ta đừng vội. Chỉ để tôi đơn phương tìm hiểu về anh thì sao được. Vậy em trình bày đi. Được rồi, giờ đến lượt cô. Tôi là một người theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn. Còn 3 tháng nữa là đến sinh nhật 25 tuổi. Hy vọng từ bây giờ anh bắt đầu chuẩn bị quà cho tôi. Mỗi ngày chuyển khoản cho tôi 500.000. Ghi chú là tự nguyện tặng tôi Lưu ý nhé, tự nguyện tặng, không phải là tự nguyện cho. Hiểu chứ? Thêm vào đó tôi cũng mong anh bù quà sinh nhật cho 24 năm trước của tôi. Hình như cô thấy khóe miệng của anh ta giật giật. Nói về sở thích à? Tôi thì chẳng có sở thích gì cả. Bình thường hay thuê mấy anh trai bao uống rượu cùng thôi. Nhưng chắc anh không để ý đâu nhỉ. Tôi còn có một số thói quen tốt nữa. Đó là thích tố cáo. Dù không có chứng cứ cũng tố cáo. Anh nói xem nếu mà chúng thì giải thưởng 50 triệu từ chiến dịch quét sạch tệ nạn xã hội, chẳng phải sẽ vào tay tôi sao? Thu nhập của tôi đã lên tới 30 triệu mỗi tháng rồi, mua đứt ly trà sữa này dễ như trở bàn tay. Đồng tuyết kỳ chỉ vào ly trà sữa trước mặt, lật qua lật lại tay mình, dễ như trở bàn tay. Bây giờ đến lượt trình gia khiêm im lặng, thấy vẻ mặt bối rối của anh ta, cô cười, ra đòn cuối cùng, nói Tôi cũng thích anh lắm, hay là ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé Mỗi anh ta run run Cố nặn ra một câu Tôi bạo lực gia đình Sợ làm lỡ dở em Đồng tuyết kỳ cười khúc khích Thì sao tôi sẽ báo cảnh sát Hai người bọn họ nhìn nhau trong 30 giây Sự im lặng nói lên tất cả Vào giây thứ 31 Anh ta giơ tay lên Tôi muốn xin sự trợ giúp của người thân Ha ha Đồng tuyết kỳ tỏ vẻ đắc thắng Mời anh Thấy anh ta bắt đầu nhắn tin cho ai đó Cô cũng cầm điện thoại lên Mẹ đồng nhắn Tiến triển thế nào rồi Đồng tuyết kỳ gãi đầu gãi tai Mỗi người mỗi vẻ Nói chuyện qua lại cũng ổn Cơ mà chắc người ta cũng bị ép đi xem mắt Yuko thôi Anh ta có vẻ không thật lòng lắm Mẹ gửi liền ba cái hình động hoa sen nở rộ Rõ ràng là bà rất vui Khụ khụ Anh ta giả vờ thần bí Để thu hút sự chú ý của cô Về nhân phẩm thu nhập các thứ, chúng ta đã hiểu khá rõ rồi. Giờ mình kết bạn Zalo rồi nói tiếp nhé. Ý là chuyển sang chiến online. Đồng Tuyết Kỳ gật đầu, bác sĩ thú y đẹp trai, không thêm thì phí. Kết quả là mã QR dẫn thẳng tới giao diện thanh toán, bị lừa rồi, nhưng không sao cả. Đồng Tuyết Kỳ chuyển cho anh ta 45.000, anh ta ngẩng đầu liên nhìn cô, có vẻ ngạc nhiên vì cô thực sự chuyển tiền. Ha ha, sao thế? Chẳng phải anh đang ám chỉ là kết hôn với anh, cũng phải chia đôi phí à? Ôi dai đẹp ơi, lần sau đừng lòng vòng thế nữa, tôi hiểu mà. Khói miệng anh ta giật mạnh hơn, trông như sắp rụp đổ. Đồng tuyết kỳ cố nhịn cười, cầm ly trà sữa anh ta tặng, vẫy tay và nói. Ngày mai ở cục dân chính, không gặp không về nhé. Ngây thơ, trong đời thực thì làm gì có chuyện đánh theo lượt. Anh không có cơ hội khác để thắng cô đâu, Đồng tuyết kỳ vui vẻ về nhà, mẹ đồng mắt sáng lên đầy vẻ hóng hớt, lao vào hỏi, cậu ta đâu? Sao không đưa về nhà? Con không biết, có duyên thì gặp lại thôi. Đồng tuyết kỳ thả mình xuống sofa, hít vài hơi từ con mèo nhỏ. Mẹ đừng nghĩ nữa, người ta không có ý định hẹn hò nghiêm túc đâu. Chàng rẻ vàng chẳng qua là hư cấu thôi, ngoài đời làm gì có đàn ông như thế chứ. Con cố một tí thì sẽ có thôi. Mẹ đồng bế mèo con đi, Ngày mai mẹ sẽ đưa tiểu bối đến bệnh viện. Con nghĩ cách hẹn cậu chàng số 8 ra nhé. Cơ hội chỉ dành cho người có sự chuẩn bị thôi. Cô nên chuẩn bị gì cho cơ hội này đây? Một cuốn tiểu thuyết ảo tưởng 800 trang à? Đồng Tuyết Kỳ buông xuôi. Không hẹn được đâu, chưa kết bạn mà. Mẹ đồng xì một tiếng. Sao có chuyện đó mà con cũng không làm được? Nói rồi mẹ đồng lại ra ban công gọi điện thoại. Dạo này bà liên lạc với các chị em thân thiết nhiều ghê đồng tuyết kỳ không nghĩ nhiều lăn lộn trên sofa vài vòng chưa nghỉ ngơi được mấy phút thì nghe điện thoại kêu tinh một tiếng là trình gia khiêm gửi yêu cầu kết bạn chẳng ngại mưa gió đứng trước cục dân chính chờ em ảnh đại diện của anh ta là một nhân vật anime trắng đen nhưng đôi mắt lại đỏ lòe loẹt không phải tài khoản phụ thì là ảnh mới thay có lẽ là theo chiêu của quân sư bên đó cái ảnh đại diện này trông thật ngược đời có vẻ như sau khi so chiêu với cô đã khơi dậy tình hiếu thắng của anh ta đồng tuyết kỳ nổi cơn tò mò chấp nhận yêu cầu kết bạn của anh ta ngay lập tức anh ta nhắn tin anh nóng quá cùng với biểu tượng đôi môi hồng chu lên cùng với đó là một bức ảnh selfie không lộ mặt muốn báo cảnh sát quá đi mất cô lật tay ấn vào trang cá nhân của anh ta có mèo rất nhiều mèo có ảnh phong cảnh có cảm nghĩ về sách có cả những món ăn được chế biến tỉ mỉ nữa. Trông có vẻ không phải tài khoản phụ, mà chỉ vừa mới thay ảnh đại diện ảo ma thôi. Dựa vào trang cá nhân của anh ta, có thể thấy cuộc sống thực của anh ta rất là phong phú. Đồng tuyết kỳ quay lại khung chat, mở ảnh của trình gia khiêm lên. Trời nóng thế này mà anh ta mặc kín mít, chẳng nhìn thấy gì. Anh ta không bị sốc nhiệt thật à? Nếu bị sốc nhiệt thì càng ảo ma hơn. Vì vậy, cô cực kỳ biết ý nhắn liền ba tin anh đẹp trai quá đi mất, có vẻ tôi hơi thích anh rồi đấy. Sao mùa hè mà mặc nhiều vậy? Tôi lo cho anh lắm. Cẩn thận kẻo bị sốc nhiệt nhé. Ôi trời, anh không quý trọng sức khỏe của mình vậy. Bố mẹ biết bố mẹ buồn đó. Anh làm vậy có xứng đáng với họ không? Đừng mặc nhiều như thế nữa, cho tôi xem chút đi mà. Ngoan nào, sao không trả lời? Có ở đó không? Cho tôi xem chân nào. Xem cơ bụng nữa. Xem vợ của ông nội luôn không thể gửi tin nhắn bạn không còn là bạn của người này gì thế này cô gửi liền mười yêu cầu kết bạn anh dỗi đủ chưa nếu có gì không hài lòng anh có thể bình tĩnh lại trước đã chờ anh bình tĩnh rồi cho tôi xem cũng không muộn trình gia khiêm trả lời chúng ta không hợp nhau đâu em đừng theo đuổi tôi nữa tôi đã có người trong lòng rồi cái gì cô phải đứng dậy để gõ chữ anh nói sớm đi chứ cái chứng nhận kết hôn chia đôi 45.000 của tôi có thể hoàn lại không? Ha ha, thực ra tôi cũng không muốn xem anh cởi đồ lắm đâu. Ha ha, ai bảo anh mặc nhiều thế để quyến rũ tôi cơ chứ? Cười chết mất, thực ra tôi chỉ hỏi giúp bạn tôi thôi. Cho tôi xem thì có gì đâu, anh đúng là thích làm màu thật. Kết quả là lần này bị chặn hoàn toàn luôn. Cô thấy thỏa mãn lắm, chiến thắng mọi mặt trận luôn. Dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay, lật tay là mây, úp tay là mưa. Đẳng cấp cỡ này có được ghi vào CV không nhỉ? Đồng tuyết ký cứ nghĩ duyên phận với Trình Gia Khiêm đã hết. Nhưng không ngờ cái trò hề này vẫn còn đeo bám cô. Ngày hôm sau, khi cô đưa tiểu bối đến bệnh viện thú y mới như đã hẹn, Với bước vào cửa đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Đồng tuyết kỳ khựng lại, định quay đầu bỏ đi, thì bị cô nhân viên lễ tân gọi lại. Chị Đồng phải không ạ? Là chị Đồng và đồng tiểu bối, có lịch kiểm tra lúc 1 giờ chiều phải không ạ? Đồng Tuyết Kỳ đánh căng da đầu quay lại Gật đầu, cười nhẹ và nói Không phải đâu, cô nhầm người rồi Người đàn ông mặc áo blue trắng Nghe thế thì quay lại Không ai khác chính là Trình Gia Khiêm Người đã thua thảm trong cuộc chiến ảo ma Canada hôm qua Người tự nhận là có hình bóng trong lòng Hai người bọn họ im im đứng nhìn nhau Cô mặt dày hơn anh ta một bậc Anh ta mỉm môi lảng mắt đi trông hoàn toàn khác hẳn so với hôm qua đồng tuyết kỳ bế tiểu bối đến quầy lễ tân để đăng ký đã không tránh được thì chỉ còn cách tấn công trước mà thôi thật trùng hợp anh ảo ma à không anh trình anh làm việc ở đây à chính gia khiêm giữ khuôn mặt nghiêm túc chỉ ư một tiếng mặt đỏ bừng cổ cũng đỏ đến cả tai cũng đỏ như sắp bốc cháy dễ thương thật cô thích nhìn người khác mắc cỡ sau khi đăng ký xong cô nhân viên lễ tân tự nhiên đến bắt chuyện. Hai người quen nhau à? Không hẳn vậy. Thấy anh ta không nói được gì, cô cười hì hì, giơ tay về phía anh ta. Anh đẹp trai, 45.000 giấy chứng nhận kết hôn vẫn chưa chia lại cho tôi đấy. Mở ngoặc, đôi môi hồng hồng chu lên, đóng ngoặc. Năm anh ta như sắp nổ tung, mất xác luôn vậy. Đồng tiết kỳ cố nhịn cười, hiểu rằng việc bất mặt trước đồng nghiệp chẳng hay ho gì. Cô dừng lại đúng lúc, Đùa thôi, đừng coi là thật nhé. Tôi thấy trai đẹp là không kiềm chế được nên cứ muốn trêu thôi. Ánh mắt của cô Lễ Tân đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ một lúc, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi quay lại chuyện chính. Chị Đông, ban đầu chị đặt lịch với bác sĩ Thẩm, nhưng bên bác sĩ Thẩm đang đông. Nếu chị vội thì để bác sĩ Trình kiểm tra cho tiểu bối nhé. Đồng Tuyết Kỳ gật đầu, tỏ ý không ngại, rồi nhìn sang Trình Gia Khiêm. Dù hai người bọn họ mới biết nhau hai ngày, còn chẳng có kỷ niệm đẹp gì Nhưng anh ta chắc sẽ không lấy việc công mà báo thủ tư đâu nhỉ Trình Gia Khiêm không nói gì Chỉ lạnh lùng gật đầu Mặt đỏ đến nỗi có thể làm đèn giao thông Rồi bước nhanh về phía trước Đồng Tuyết Kỳ tò mò tựa người vào quầy lễ tân Hỏi Bình thường anh ta có ít nói thế này không? Cô lễ tân cũng ghé sát lại và nói nhỏ Bác sĩ Trình chỉ hơi nhát thôi Thực ra anh ấy rất tốt Chỉ có điều hình như không có duyên với con gái, anh ấy không biết cách nói chuyện với con gái. Ngày hôm qua còn dầu dĩ nhờ mọi người chỉ cách để... Đồng tuyết kỳ. Cô quay đầu lại thấy Trình Gia Khiêm đang đeo khẩu trang y tế, đứng đợi ở góc hành lang, đôi mắt đang lộ ra trông có vẻ đáng thương, xấu hổ như muốn cầu xin cô đừng hỏi thêm gì nữa. Cô lễ tân không nói gì nữa, chỉ cười với cô. Đồng tuyết kỳ có chút bất đắc dĩ, Xách túi đựng mèo đi chậm rãi theo anh ta, khi qua khỏi góc hành lang không còn ai nữa cô mới bắt đầu nói làm gì thế ban nãy tôi giúp anh giải vây tốt thế còn gì anh gọi tên tôi chẳng phải lại định khẳng định chúng ta quen nhau sao trình gia khiêm không nói gì nhưng vành tai thì đỏ lên thấy rõ con người cô xấu tính lắm anh trình à chúng ta thế này người trong lòng anh không biết sao sự trầm mặc của anh ta làm điếc cả hai tai cô luôn một mình độc thoại cũng chẳng thú vị gì Cô im lặng Không chọc anh ta nữa Đồng tuyết kỳ bế tiểu bối từ túi đựng mèo ra trình ra khiêm đeo găng tay Lớp cao su bó sát ngón tay Trông vừa quyến rũ vừa mê hoặc Sợ nắn tiểu bối từng tí một Các ngón tay lún sâu vào bộ lông mềm mượt của nó Có chỗ nào không khỏe không? Dáng vẻ làm việc nghiêm túc của anh Khiến cho cô cảm thấy xa lạ Không, cô nói Tôi đưa nó đến kiểm tra sức khỏe Tiểu Bối trước đây là một con mèo hoang, khi mới nhặt về nhà, nó gầy gò ốm yếu, còn mắc nhiều bệnh. Cô cũng giờ lông để an ủi Tiểu Bối, vô tình chạm vào tay của Trình Gia Khiêm. Anh ta lập tức rụt tay lại như bị điện giật, cả người cũng run lên. "Làm ơn, cô là ma quỷ hay gì?" "Cô chỉ trêu anh ta thôi, anh coi cô như con ngốc thật đấy hả?" Đồng Tuyết Kỳ rút tay lại, cảm thấy mình nên giải thích một chút. "Tôi không cố ý chạm vào tay anh." chính gia khiêm liếc cô một cái rồi lại cúi đầu nhìn tiểu bối tôi chỉ sờ tiểu bối thôi anh ta dừng lại một chút nếu tôi thực sự muốn giờ chắc chắn sẽ không chỉ sờ vào tay anh đồng tuyết kỳ ngắc ngứ cô gượng gạo và nói tiếp không không phải là ý muốn sờ vào tiểu bối của anh ý tôi là nếu tôi muốn sờ thì chắc chắn là không không tiểu bối này không phải là tiểu bối mà anh nghĩ cũng không phải có thể là tiểu bối mà anh nghĩ Ờ, ý tôi là... Càng giải thích thì càng lúng túng. Ngay cả việc tiểu bối là con mèo, đồng tuyết kỳ lắp bắp cả ngày cũng không rõ, cứ như là bị cạn vốn từ vậy. Dù cô có vẻ biến thái trên mạng, nhưng ngoài đời cô không đến mức như vậy đâu, thật đấy. Chỉ là tư tưởng của anh ta đen tối quá, anh ta không tin. Chính ra khiêm nhìn cô như nhìn đứa biến thái, mắt trợn trừng. Hai người bọn họ cùng im lặng một lúc. Cuối cùng anh ta hình như đã hiểu ra hóa ra dục vọng của em đối với tôi đã đến mức này rồi sao xin lỗi anh ta có vẻ rất phiền não tôi không thể đồng ý với em ha <laughs> ha kiểu tính cách chuối tiêu điển hình đây mà nếu bây giờ cô lao vào đánh người chửi người chắc chắn anh ta sẽ nghĩ rằng cô vì không được yêu nên giận phát cuồng nhưng nếu cô cứng ngắc nói rằng không anh hiểu lầm rồi tôi chỉ đang chơi trò ảo ma với anh thôi anh ta nhất định sẽ nghĩ đó là cái cớ cô đưa ra sau khi bị từ chối. Nếu cô im lặng, anh ta sẽ ngầm tưởng cô bị từ chối nên đang lặng lẽ gặm nhấm đau thương. Tên này thật là đáng gờm. Trong lúc lơ là, cô đã bị chiếu tướng. Đây đúng là thời điểm mấu chốt. Đồng tuyết kỳ nuốt nước bọt, quyết định đâm lao thì phải theo lao, mặt dày đến cùng, đi đến cuối đường mới thôi. Người ta bảo, đàn ông cưng trực, sợ nhất là đàn bà dây dưa. Sao anh lại không đồng ý? anh không vừa ý thu nhập 30 triệu hàng tháng của tôi sao? Hay anh không thể cưa đôi mọi thứ với tôi, thấy có lỗi với tình cảm của tôi dành cho anh? Tiền khám sức khỏe của tiểu bối, em cũng muốn cưa đôi à? Mặt mũi và tiền bạc, cô phải chọn một. Chính Gia Khiêm lại không nói gì nữa. Anh ta yên lặng vứt ve tiểu bối. Tiểu bối phát ra tiếng gừ gừ, thoải mái trong tay anh. Tôi sẽ kiểm tra sức khỏe cho tiểu bối trước. Ơ kìa, chuyện gì xảy ra vậy? Đối phương đánh một cú chuyển hướng tài tình Nên cô bị thua liên tiếp Nếu tiếp tục nói phét nữa Cô sẽ thực sự thành con ngốc mất thôi Đồng tuyết kỳ dầu dĩ ôm một tiếng Ngồi vào góc Không liên tuyên nữa Giờ cô đang nghi ngờ liệu có phải Trình Gia Khiêm Đang chơi nhập vai không Bằng không thì sao anh ta lại có nhiều nhân cách khác nhau đến thế Chỉ trong vài phút ngắn ngủi Kiểm tra kết quả sức khỏe Phải ba ngày nữa mới có Cô dỗ tiểu bối vào túi đựng mèo Định ôm túi lên và chuồn nhưng không biết có phải lợi thế sân nhà của Trình Gia Khiêm bắt đầu phát huy tác dụng không mà anh ta lại kéo cô lại. Chỉ là lực kéo có phần chừng mực, cô dừng lại là anh ta bỏ tay ra ngay. Cô tiếp tân nhìn anh ta rồi nhìn cô, đột nhiên nở nụ cười quái gở. Nụ cười này cô lại quen quá, nhất định cô nàng đang chắc mầm là mình được hóng drama gì rồi. Chờ chút, Trình Gia Khiêm xoắn suýt một lát, có lẽ đang chọn lọc từ ngữ. Thêm bạn nhé. Cô lại nghĩ đến cái avatar anime với đôi mắt đỏ rực đó, đưa mã QR ra, anh ta im lặng lấy điện thoại ra quét. Trong điện thoại hiện lên yêu cầu kết bạn với avatar hình con mèo. Bây giờ không chơi trò ảo ma nữa sao? Như vậy trông cô mới là đứa ảo ma nè. Đồng Tuyết Kỳ nhấn đồng ý, rồi không ngó ngàng gì tới anh ta nữa. Hôm nay thua thảm, đối phương có quá nhiều nhân cách, không đấu lại được, căn bản là không đủ skill. Đồng Tuyết Kỳ đeo túi mèo đặt tay lên quầy đợi cô nhân viên đưa hóa đơn. Chính Gia Khiêm chẳng hiểu thế nào, lại đứng canh cô một lúc. Anh ta nhìn cô nói, Sao em còn chưa đi? Tôi có lâu mới tan làm. Hả? Đồng Tuyết Kỳ nhìn anh ta. Tôi vẫn chưa trả tiền kiểm tra sức khỏe cho tiểu bối. Cô nhân viên nhìn cô và anh ta, hóa đơn vừa đưa lên rồi lại lúng túng rút về. Chắc chắn cô nàng lại đang nghĩ linh tinh gì rồi. Trình Gia Khiêm tránh ánh mắt của cô đưa tay lấy tờ hóa đơn, gấp lại và nhét vào túi. Tôi trả rồi. Anh ta liếc nhìn cô nhân viên, rồi lại nhìn cô, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đồng tuyết kỳ đột nhiên có dự cảm không lành. Rất nhanh, dự cảm đó đã thành hiện thực. Giữa tiền sảnh thông người qua lại, anh ta nói. Tiểu bối, tôi chỉ bao một lần này thôi, hiểu chứ? Thời gian như bị nhấn nút tạm dừng, khóe miệng cô co giật, cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Số lần cô dùng dấu chấm lửng gần đây chắc chắn đã vượt qua tổng số lần của 25 năm qua cộng lại rồi. Đồng tuyết kỳ giật lại hóa đơn từ túi trình ra khiêm. Cô cái quầy tiếp tân cười to. Cô kết mã trả tiền nhanh như gió. Chẳng phải em nói cưa đôi... Anh ta vẫn còn đắm chìm trong ảo tưởng cơ à? Cô gật đầu ừ ừ. Đùa với anh thôi, anh đi làm việc đi, được không? Thế nhé. Đi nhanh lên nào. Đồng tuyết kỳ đẩy trình ra khiêm một cái, anh ta quay lại nhìn cô với chút bối rối Cô vẫy tay đuổi anh ta đi Với lại Cô quay lại sang và nói với cô tiếp tân Cho tôi số gia lô của bác sĩ thẩm nhé Lần sau tôi vẫn muốn khám của bác sĩ thẩm cơ Cô tiếp tân nín cười Cố nặn ra mấy chữ Được ạ à. Đồng tuyết ký quay lại liếc nhìn Trình gia khiêm đã đi rồi Cô thả lỏng rồi hạ giọng hỏi Anh ta luôn như vậy à Cô tiếp tân gửi thông tin liên lạc của bác sĩ thẩm cho cô Cũng nhỏ giọng đáp cũng không hẳn. Đồng Tuyết Kỳ cảnh giác quay đầu lại kiểm tra. Không có ai. Cô hỏi thêm. Anh ta còn nói mình đã có người trong lòng. Có thật không? Có, có đấy. Chỉ là... Um, sao lại nói lắp ba lắp bắp thế? Có hay là không có đây? Chắc anh ta không cưa được người ta chứ gì? Đồng Tuyết Kỳ gian ác nghĩ thầm. Cô Tiếp Tân cố tỏ ra bí ẩn. Đáp. Thật ra thì... Ôi dào. Chị thân với anh ấy rồi sẽ biết tôi. Vấn đề là chẳng thể nào thân được, mà cô cũng chẳng muốn thân. Sau khi về nhà, cô lên mạng tìm hết tất cả địa chỉ các bệnh viện thú y trong thành phố. Chỗ trước đây cô thường đến thì đã sập tiệm. Ông chủ trước khi chạy đã hết lòng giới thiệu chỗ này. Thẻ thành viên còn được dùng nối vào, thế nên cô mới tới đó. Trong thẻ thành viên còn tận 5 triệu. Các bệnh viện thú y khác đã đánh giá không tốt lắm, chẳng tìm được chỗ nào khác cô có chút chán hẳn. Mẹ đồng ôm tiểu bối, cứ đi qua đi lại trước mặt cô một cách đầy ẩn ý. Đồng tuyết kỳ hơi bực. Mẹ chắn tivi của con rồi. Thấy cô phản ứng, bà liền ngồi xuống cạnh cô, chẳng giấu diếm nữa. Con với anh chàng số 8 thế nào rồi, có liên lạc gì không? Có thì có. Bà lập tức hứng thú, cô tiếp tục đáp. Nhưng anh ta từ chối con, bọn con không hợp, mẹ tìm người khác đi. Sao lại thế được? Giọng mẹ cao vút, cậu ta dựa vào đâu mà từ chối con? Tiểu bối bị giật mình, lanh lẹ nhảy xuống đất rồi chạy mất. Tuy mẹ đồng rất thích kiểu con rể như Trình Gia Khiêm, nhưng trong mắt bà, cô vẫn là người yêu tú nhất trên đời. Trước đây khi bạn trai cũ đòi chia tay, bà cũng nổi trận lôi đình, suýt nữa với lấy con dao đi hỏi lý do tại sao gã dám chia tay với cô. Muốn chia tay cũng phải là cô nói trước mới đúng. Con nói rõ ràng xem, tại sao cậu ta lại từ chối con? Con vừa giỏi vừa xinh thế này, cậu ta đúng là mù rồi um, vì anh ta là người hiền lành chuyện quá ảo ma cô không biết phải giải thích như thế nào thấy cô im lặng mẹ đồng càng tức giận cầm điện thoại lên và gọi cho ai đó rồi bí mật đi ra ban công đóng cửa lại không cho cô nghe lỏm đồng tuyết kỳ mặc kệ bắt chân xem tivi cho đến khi mẹ cúp máy mọi thứ đều sóng yên gió lặng mẹ đồng gọi điện xong trông bà dạo dực vui sướng như vừa thắng trận ngồi vịt lên chân cô, khiến cô đau đến nhảy dựng lên. Ngay sau đó điện thoại cô hiện lên tin nhắn. Khung chat vốn nằm ở dưới cùng bỗng nhảy lên trên, là Trình Gia Khiêm. Có muốn ngày mai ra ngoài hẹn hò không? Bị hách gia lô rồi hay là lừa đảo? Sao thế? Mẹ đồng sán lại gần và hóng hớt. Ai nhắn tin cho con đấy? Là anh chàng số 8 hả? Không hẳn. Đồng tuyết kỳ nghi ngờ, cầm điện thoại về phòng. Cô đâu có mù cũng chẳng đọc sai chữ đồng tuyết kỳ nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó đọc đi đọc lại rồi vào trang cá nhân của anh ta xem kỹ từ trên xuống dưới đúng là trình gia khiêm sau một lúc lâu cô nhập vào tôi có chồng rồi anh đừng làm thế đùa thôi cô bổ sung có phải anh nhắn nhầm không dòng trạng thái trên cùng biến thành đang nhập cô gãi đầu không hiểu nổi anh chàng này rõ ràng trước đó từ chối cô rất quyết đoán nói rằng đã có người thương giờ lại làm gì thế này một kiểu văn học ảo ma mới à không nhầm đâu tôi muốn hẹn hò em thôi ngày mai em có rảnh không cô hiểu rồi tin nhắn này rất có tính lừa gạt xin luôn nhé chỉ là ngày mai ngày kia ngày kìa cả đời này kiếp sau đồng tuyết kỳ cô đều bận cả rồi hẹn anh vào cuối tuần của kiếp sau nữa nhé trong khoảng thời gian đó chính gia khiêm luôn gửi cho cô những tin nhắn kỳ quặc chủ động một cách vô lý, làm cô chẳng hiểu nổi, nhưng mà phải công nhận mấy tin nhắn ảo ma của anh ta thực sự không tệ, cô cũng thu hoạch được nhiều. Kết quả kiểm tra của tiểu bối đã có, cô lười ra ngoài nên đành nhắn tin cho Trình Gia Khiêm. "Nhờ anh xem có vấn đề gì không, nếu không thì tôi khỏi đi." Chắc là bận, rất lâu không thấy Trình Gia Khiêm trả lời lại. Đến tầm giờ ăn tối, anh ta mới nhắn lại cho cô một câu. "Có vấn đề." Đồng Tuyết Kỳ lập tức đặt đũa xuống, cái gì sao cơ có vấn đề gì vấn đề lớn không nghiêm trọng không tôi có vấn đề đồ thần kinh cô lại cầm đũa lên ăn tiếp anh ta lại nhắn tin lại mẹ em đang ở chỗ tôi đồng tuyết kỳ hoảng hốt đánh rơi cả đũa anh muốn bao nhiêu tiền tôi không có đâu đùa thôi mà he he không xem tin nhắn của anh ta nữa cô phóng như bay đến bệnh viện thú y với tốc độ nhanh nhất có thể vừa đến nơi đã thấy mẹ đồng cùng một bác gái khác đang nói cười vui vẻ từ trong bước ra đồng tuyết kỳ phanh gấp dừng con xe nhỏ lại gỡ mũ bảo hiểm xuống định gọi cho mẹ thì thấy trình gia khiêm theo sau họ cô chạy chậm đến trước mặt mẹ đồng lướt nhìn trình gia khiêm trông anh ta như vừa bị giày vò thê thảm lắm vậy ôi đây là tuyết kỳ à bác gái bên cạnh cắt ngang lời cô nhiệt tình nắm tay cô ngắm cô một lượt từ đầu xuống chân chào chào bác ạ à. đồng tuyết kỳ có hơi muốn rút tay lại ừ không tệ không tệ không biết bà ấy đưa ra kết luận đó từ đâu cô thấy hơi xấu hổ ánh mắt cầu cứu nhưng mẹ đồng lờ đi còn chính gia khiêm thì mím môi mặc kệ cô tự xoay sở đúng là không nhờ được gì vào đàn ông bác ơi bác định đi ăn tối với mẹ cháu ạ à? để cháu mời nhé đành phải xì tiền vậy ôi dào, bà ấy cười nói nào mặt mũi có cảm giác rất quen Đừng gọi bác là bác nữa Nếu ngày nào đó cháu gọi bác là mẹ thì hay quá Hình như bà ấy rất muốn có con gái Đồng tuyết kỳ lại nhìn Trình Gia Khiêm Không hiểu sao mặt anh ta đỏ rực lên Con trai bác chẳng biết quan tâm gì cả Nó còn chẳng muốn tiễn bác nữa cơ Con trai nào, mẹ nào Đồng tuyết kỳ cười khan Trình Gia Khiêm bất ngờ tiến lên một bước Để con đưa mọi người đi ăn Té ra là mẹ anh ta Câu này không phải là chửi nha Không cần không cần Mẹ đồng xua tay từ chối Lấy chìa khóa con xe đạp điện từ túi cô Vẫy tay gọi bạn bà đi Chỉ để lại một câu và nói Đưa Tuyết Kỳ về nhé Gì cô không Cô vươn tay như nô tỳ Thế này là sao Là em phải chờ tôi tan ca rồi cùng về Trình Gia khiêm đập tay cô xuống Quay lưng bước đi Cô không muốn chấp nhận sự thật này Nên cứ hỏi mãi không ngừng cuối cùng cô cam chịu theo anh ta vào trong cô gái quầy tiếp tân nhìn cô với ánh mắt trêu cợt oa hai người là cô lịch sự cười đáp đừng đẩy thuyền lung tung làm thế chỉ có hại thôi qua chuyện này cuối cùng cô cũng biết bình thường mẹ đồng hay gọi điện cho ai cũng hiểu ra tại sao gần đây trình gia khiêm lại chủ động như vậy hóa ra đều là bị ép thật là đáng thương trước khi đến đây cô còn chưa ăn mấy miếng cơm giờ đã đói cùn cào cô theo trình gia khiêm vào phòng khám của anh ta ngồi trên ghế sofa có chút không còn gì luyến tiếc trên đời hai người bọn họ chủ yếu trò chuyện qua mạng giờ gặp mặt đột ngột cô không biết phải mở lời thế nào đói không anh ta lại nhận ra bụng cô đang trống rỗng còn chủ động hỏi chuyện cô đồng tuyết kỳ cảm động gật đầu đáp đói theo ánh mắt anh ta nhìn ra ngoài thấy một chiếc xe bán đồ ăn màu xanh cô mới nhận ra không phải hỏi cô có đói không Cô cười đáp Thì ra trời không mưa Hèn chi tôi cũng cạn lời Chính gia khiêm như giờ mới nhận ra Em đói à Đồng tuyết kỳ cứng miệng Không đói tôi ăn rồi mới đến Anh ta tin ngay Cô tức giận đấm vào ghế sofa một cái Trình gia khiêm nhìn cô với ánh mắt kỳ quái Đồng tuyết kỳ nghiến răng Sao chưa thấy chiến binh thù hận bao giờ à Đi học thì hận thầy cô Tập quân sự thì hận sĩ quan, làm bài nhóm thì hận bạn cùng nhóm, thi cuối kỳ thì hận môn học, nghỉ lễ thì hận tàu hỏa, đi làm thì hận xếp, hận đồng nghiệp, ngồi tàu điện ngầm thì hận ghế sắt lạnh, ngồi ghế sofa thì tất nhiên là phải hận ghế sofa rồi. Hận thù mới khiến người ta cảm nhận được sự chân thật của cuộc sống. Yêu một người có thể là giả, nhưng nỗi đau từ việc hận một người thì rất là khó quên, hiểu không? Vậy em sống đau khổ lắm hả? Chính Gia Khiêm đột nhiên hỏi. Về khía cạnh nào? Anh muốn tôi trả lời kiểu vô tri hay là kiểu triết học? Sống đau khổ vì chữ viết tắt của sinh mệnh là SM. Quả nhiên vô tri và triết học chỉ cách nhau một lần danh mà thôi. Buổi tối người đưa thú cưng đến khám không có mấy, cũng coi như là nhàn. Nhưng cô với Trình Gia Khiêm tạm thời chưa quen thân lắm, nên sau khi nói linh tinh xong, anh ta không thèm để ý đến cô nữa, cô cũng chỉ có thể nghịch điện thoại. Chờ đến khi điện thoại hết pin, cô cuối cùng cũng thành thật thành thật đi hỏi anh ta Có xác biên điện thoại không, bác sĩ Trình? Sao em vẫn ở đây? Trình Gia Khiêm giật mình, cô cũng ngỡ ngàng Bụng cô kêu ọt một tiếng, mặt mũi mất hết Không phải anh bảo chờ anh tan làm à? Đồng tuyết kỳ thế như mình bị rắt mũi Thôi, tôi về đây Cô giận dữ bước ra ngoài, anh ta gọi với theo Ấy này, sau lưng có một loạt tiếng động Anh ta xách túi, cuối cùng cũng đuổi kịp cô để tôi đưa em về Trình gia khiêm xòe chìa khóa xe nhanh đến mức cô chẳng kịp nhìn rõ maserati đấy đưa em đi ăn khuya nhé đồng tuyết kỳ dừng bước nhìn chằm chằm vào trình gia khiêm thấy khóe mắt anh ta cong cong không giống như đang nói dối giàu thế à cô đầu hàng vậy đi thôi kết quả anh dẫn cô đến một chiếc xe đạp điện đưa mũ bảo hiểm cho cô đồng tuyết kỳ không tin vào mắt mình anh không đùa đấy chứ Ừ ừ, hình như anh ta đang nhịn cười. Không đùa. Maserati nhà anh trông thế này à? Thật, Maserati của tôi dính mưa xong bị ăn mòn thành xe điện. Em chưa thấy, không có nghĩa là trên đời không có. Đồng tuyết kỳ cô ôm cái bụng trống không đi theo anh ta tới tận bây giờ. Đã thế còn bị đùa giỡn, cô tức phát điên. Anh đi mà giỡn cả đời đi, đồ thần kinh. Đồng tuyết kỳ đi một mình trên đường, điện thoại hết pin, không thể gọi xe nhưng may là nhà cô cách đây không xa cô nổi khùng bực dọc đi bộ một cây số giúp quãng đường đó luôn có một chiếc xe điện nhỏ bám theo phía sau hệt như là một con ruồi phiền phức đồng tuyết kỳ đi thêm vài bước cuối cùng không chịu nổi nữa quay lại hét lớn đi theo tôi làm gì hả kết quả là hét xong nhìn kỹ lại mới thấy đó là một ông chú lạ mặt cô lập tức tắt lửa ngượng ngùng xin lỗi xin lỗi cháu cứ tưởng là bạn cháu Người đàn ông nói không sao Nhưng ánh mắt của ông ta khiến cô không thoải mái chút nào Cô mất tự nhiên kéo chiếc váy ngắn xuống một chút Nhưng cô đi chậm thì ông ta cũng đi chậm theo Trên đường chẳng có người Chỉ có vài con bướm đêm bay quanh dưới ánh đèn đường Tim cô đập loạn lên Tay nắm chặt chiếc điện thoại Giả vờ gọi điện Bọn mình cãi nhau mà sao anh không dỗ em Biết lỗi rồi hả Được rồi em rộng lượng tha thứ cho anh Em chưa đi xa lắm đâu Mau đến đón em nhé Đồng Tuyết Kỳ cố ý nói lớn tiếng, để người đàn ông đó biết rằng cô không đi một mình, còn có bạn trai đang gọi điện với cô. Không phải cô muốn nghĩ xấu cho một người qua đường, nhưng nếu thật sự có chuyện ngoài ý muốn, chắc chắn cô không thể đánh lại ông ta. Cô đi ngày càng chậm, càng lúc càng hối hận. Giá như cô sạc pin trước. Già vừa gọi điện đến sắp khô cả cổ họng, nhưng vẫn không có ai khác xuất hiện trên đường. Đồng Tuyết Kỳ càng lo lắng, lấy hết can đảm, quay lại con đường lúc nãy đã đi. Anh chậm thế, anh đi đến đâu rồi? Người đàn ông đó cũng quay lại. Đi được vài bước, ông ta gọi cô lại. Đồng tuyết kỳ giả vừa nói với đầu dây bên kia. Anh chờ em chút nhé, có một ông chú đang gọi em. Có chuyện gì không ạ? Ông ta dừng lại bên cạnh cô, cô cảnh giác lùi lại vài bước. Cô bé xinh xắn này, đang cãi nhau với bạn trai à? Đồng tuyết kỳ cười đáp. Giờ thì hòa rồi, Ánh mắt của ông ta khiến cô cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cô cười gượng. Chú ơi, chú cứ theo cháu mãi. Có chuyện gì không hả? Không có gì, chỉ muốn làm quen với cháu thôi. Cô tăng tốc bước đi. Cháu không muốn kết bạn. Ông ta khởi động chiếc xe điện nhỏ, chạy chậm bên cạnh cô. Muộn thế này rồi, sao bạn trai cháu lại để cháu đi một mình ngoài đường? Chú không phải người xấu đâu, chú đi theo để bảo vệ cháu đấy. Sao không nói gì, chú thực sự không phải là người xấu đâu chỉ muốn làm quen thôi thêm một người bạn đâu có gì sai chết tiệt cô giơ điện thoại lên định giả vờ gọi điện tiếp thì thấy một chiếc xe điện nhỏ đang sáng đèn xuất hiện từ đằng xa tim cô đập mạnh chạy về phía chiếc xe điện đó vừa chạy vừa hét chồng ơi anh đến đón em đấy à chiếc xe điện đó đột nhiên giảm tốc độ cô lại gần hơn một chút thì nhận ra đó là trình gia khiêm anh ta dừng xe, chuẩn bị quay đầu. Đồng tuyết kỳ a a kêu lên, chạy nhanh tới, nhảy lên bám vào trình gia khiêm, suýt nữa làm đổ cả xe. Chồng ơi, anh đến chậm thế. Đồng tuyết kỳ ôm chặt lấy trình gia khiêm, đột nhiên cảm thấy rất tủi thân, cô nhỏ giọng chửi một câu. Đồ khốn. Hình như trình gia khiêm định đẩy cô ra, nhưng khi chạm vào nước mắt của cô, anh ta dừng lại và không động đậy nữa. Đồng tuyết kỳ không chịu buông tay, Cô sợ lúc này anh lại chơi cả trớn Vặn ga mà chạy đi Vậy thì cô xong đời rồi Người đàn ông kia cưỡi chiếc xe điện nhỏ tới gần và nói Cậu là bạn trai của cô ấy à? Đồng tuyết kỳ khóc vì sợ Nhìn vào trình gia khiêm Anh cúi đầu nhìn cô một cái Sau đó kéo cô vào lòng Một tay vòng sau lưng cô Nhẹ nhàng an ủi Lồng ngực anh rung lên Giọng anh lạnh lùng và nghiêm túc vang lên trên đỉnh đầu Ông định làm gì bạn gái tôi? không làm gì cả. Giọng của người đàn ông yếu đi, chỉ là thấy cô ấy đi một mình ngoài đường, muốn kết bạn thôi. Đồng tuyết ký ôm Trình Gia Khiêm chặt hơn, anh vỗ nhẹ vào cô. Nếu ông không đi, tôi sẽ báo cảnh sát. Cái cậu này, ông chú lầm bầm chửi, chỉ kết bạn thôi mà, làm gì mà ghê thế. Người đàn ông cưỡi xe điện bỏ đi, cô không nghe thấy động tĩnh nữa mới buông tay khỏi người Trình Gia Khiêm. Nhưng không thể tránh ra được, anh ôm cô rất chặt cô cọ cọ vào lòng anh dầu dĩ bảo tôi lau nước mũi vào áo anh rồi trình gia khiêm buông tay ngay lập tức chân tay luống cuống tìm khăn giấy đồng tuyết kỳ đứng một bên cúi đầu lau nước mắt cảm giác như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng tim dần trở nên bình tĩnh nhưng bây giờ cô cảm thấy an tâm hơn nhiều nhưng anh vẫn không tìm thấy khăn giấy anh lấy ra vài cái bánh quy đưa cho cô cô ngơ ngác nhận lấy nước mắt vẫn còn vương trên mặt anh đứng dậy kéo áo lên trước khi cô kịp phản ứng, anh đã dùng áo để lau nước mắt cho cô. Đồng tuyết kỳ thần người ra, mặc trình ra khiêm lau mặt, nhìn vào làn da trắng của anh, từng múi cơ rõ ràng. để em sợ rồi, xin lỗi. giọng anh thật trong trẻo và dịu dàng, tim cô lại đập mạnh, nước miếng chảy ra từ khóe miệng. ngồi phía sau chiếc Maserati của trình gia khiêm, cô hứng gió đêm, nhưng cảm giác nóng mừng trên mặt mãi vẫn không tan đi ban đầu tôi định đuổi theo em nhưng nghĩ lại chắc em đói lắm rồi nên tôi về tìm chút gì đó để lót dạ bánh quy tôi lấy riêng cho em đấy xin lỗi vì không để ý đến cảm xúc của em giọng của anh bị gió thổi tan cô bèn ghé sát lại anh nói gì vậy tôi nói tôi sẽ đưa em đi ăn khuya cô không đáp lại anh lại bổ sung thêm nếu em muốn về nhà tôi sẽ đưa em về hoặc nếu em muốn đi đâu tôi sẽ đi cùng em tôi Đồng Tuyết Kỳ vừa định trả lời, xe đột nhiên sóc một cái, môi cô chạm phải tay của anh, tay anh nóng bừng lên, cô cũng bị nóng đến mím môi lại. Cô lập tức ngồi thẳng dậy, không dám áp sát nữa. Mợ nó, nụ hôn đầu của cô đã cho một cái tai, ảo thật đấy. Tôi, chắc tôi về nhà thôi. Trình ra khiêm ừ một tiếng, rồi không nói thêm gì nữa. Suốt đường đi cả hai im lặng. Khi đến dưới nhà cô, cô viện vào vai anh, thế cảm ơn anh nhé lời cảm ơn và xin lỗi nên nói kịp thời không nên để qua đêm cô tiếp tục nói còn nữa trước đó tôi bực với anh thật ra tôi cũng có lỗi xin lỗi anh chúng ta vốn chẳng quen thân gì nhưng sau khi tôi giận anh vẫn đến tìm tôi cảm ơn anh nhé anh ừ một tiếng không nói gì thêm cô liền một hơi nói xong rồi nhanh chóng xuống xe vẫy tay chào anh và nói tạm biệt Trình Gia Khiêm gật đầu Đợi em vào trong rồi tôi đi Dưới ánh đèn mờ nhạt Mặt anh trông có vẻ rất đỏ Nhưng qua lớp mũ bảo hiểm Nên cô không nhìn rõ Đồng Tuyết Kỳ chạy vội vào nhà Lao lên ghế sofa tìm đập thình thịch Tiểu bối kêu meo meo Và nhảy lên cạnh cô Theo bước chân cái đuôi nó quét lên cổ cô nhột nhạt Thảo nào trong tiểu thuyết Anh hùng cứu mỹ nhân luôn là khởi đầu Của một mối tình Ha ha Khoan đã Cô bỗng ngồi bật dậy chuyện gì đang xảy ra với cô thế này sau khi trải qua chuyện như thế đồng tuyết kỳ vừa tức giận vừa lo lắng kể lại cho cô bạn thân nghe đồng thời cũng nhắc đến anh chàng ảo ma kiều giao ngạc nhiên vẫn còn nói chuyện với anh ta cơ à nói ra thì dài lắm đồng tuyết kỳ gõ chữ thật nhanh sau đó thấy nhắn tin quá chậm nên mở chế độ tin nhắn thoại nhưng tớ không ngại kể chi tiết đâu sau khi nghe cô kể hết chuyện to chuyện bé suốt một giờ đồng hồ Kiều Giao chỉ gửi lại một dấu chấm lửng. Có phải là cậu thấy sắc nổi lòng tham không thế? Cô nghĩ ngợi, cô nổi lòng tham chỗ nào? Nên cô trả lời, ấy, làm gì có. Nhưng nghe cậu kể thì anh chàng ảo ma này cũng không tệ. Lúc cà rỡn thì cung cấp giá trị cảm xúc, lúc không cà rỡn thì cũng khá đáng tin cậy. Nếu cậu thích thì nhích thôi. Cô hoàn toàn bối rối. Không đâu, cô thích cái gì chứ? Đồng tuyết ký cô nào phải kiểu người lăng nhăng, nhìn ai cũng nhận là chồng. Cô sẽ không dễ dàng nổi lòng tham với trai đẹp đâu. Tối đó cô dối dám hồi lâu, cuối cùng mệt quá mà ngủ tiếp đi. Sáng hôm sau thức dậy, điện thoại có hơn 99 tin nhắn. Không có một tin nào là từ trình gia khiêm. Đồng tuyết kỳ cảm thấy hơi thất vọng, nhưng ngay sau đó cô tỉnh táo lại. Cô thất vọng cái gì chứ? Cô tự vỗ lên mặt mình. Khoan đã, chuyện này không đúng rồi. Đồng tuyết kỳ bắt đầu nghi ngờ cuộc đời tại sao cô lại quan tâm đến việc anh chàng ảo ma đó có nhắn tin cho mình không không chuyện này không phải là thật chắc chắn chỉ là ảo giác đồng tuyết kỳ lại vỗ lên mặt mình điện thoại đinh dong một tiếng màn hình sáng lên trình ra khiêm nhắn dậy rồi à đồng tuyết kỳ hít một hơi thật sâu giả vờ không để ý tắt màn hình đi chậm rãi đánh răng rửa mặt đến lúc ăn sáng mới cầm điện thoại lên lạnh lùng trả lời ừ Cô không cho phép mình để ý một chàng ảo ma như thế này Nếu bạn cô biết cô thích Trình Gia Khiêm Có lẽ cô sẽ bị cười nhạo suốt đời Chỉ là một anh chàng hay cà rỡn thôi Nhưng ngay sau đó Anh gọi điện đến Cô cuống quá mà lỡ cúp máy luôn Có đỡ hơn chưa Anh không giận Chỉ cẩn thận hỏi về chuyện tối hôm qua Cô đáp Ừ ừ Thực ra bỏ qua chuyện hay giỡn Trình Gia Khiêm đúng là rất được Vì thế cô chẳng lạnh lùng được mấy ngày cuối cùng không chịu nổi mà lộ nguyên hình. Đồng tuyết kỳ cô vốn là một người nói nhiều. Nếu đối phương có thể bắt được miếng và sẵn sàng chơi cùng cô, cô thậm chí còn chụp cả hình đi vệ sinh cho người ta xem luôn. Với bức ảnh bốc mùi của cô, Trình Gia Khiêm chỉ phát biểu một câu, dạo này em ăn ít rau phải không? Sau đó mẹ đồng như nhận được chỉ thị ở đâu đâu, bữa nào cũng cho cô ăn rau. Không trách cô nghĩ nhiều được. Ban đầu, cô và Trình Gia Khiêm gặp gỡ qua mai mối kể cả sau đó vẫn giữ liên lạc. Tất cả là do mẹ đồng và mẹ của Trình Gia Khiêm sắp đặt. Một người ép cô, một người ép Trình Gia Khiêm. Chỉ có điều cô không chịu cúi đầu, còn Trình Gia Khiêm lại nghe lời. Mẹ anh bảo anh chủ động liên lạc với cô, thì anh liên lạc. Lúc đầu anh chơi trò cà trớn, định dọa cô bỏ chạy. Nhưng không ngờ nghệ thuật đối đáp của cô cũng không kém phần ảo diệu. Hai người bọn họ đấu qua đấu lại, không phân thắng bại. Cuối cùng trở thành ra như bây giờ đồng tuyết kỳ thấy người bữa nào không thịt thì không chịu được như mẹ đồng rồi lại tự tay bày ra một bàn rau xanh chắc chắn có liên quan đến trình gia khiêm rồi cô không thể hiểu nổi chẳng lẽ anh thích cô cô nghĩ không ra đồng tuyết kỳ đứng tại chỗ và đánh một bộ quyền bây giờ dù trình gia khiêm rút lại tin nhắn cô cũng không thể nói là rút lại rồi lại định tỏ tình với cô chứ gì được quan hệ của hai người bọn họ không thể trở lại như trước nữa sao buồn quá nhưng ai đó đã từng nói, khi bạn cảm thấy một vấn đề khó hiểu, hãy trực tiếp đưa ra câu hỏi. Vì vậy cô mở điện thoại, biến thành người chủ động, nhắn tin hỏi Trình Gia Khiêm. Anh thích em phải không? Đồng Tuyết Kỳ nhìn thấy dòng chữ đang nhập ba chấm, hiển thị một lúc rồi biến mất. Cô căng thẳng đến mức không cầm nổi đũa. Đến giây thứ 31, phía dưới hiện ra hai từ, không phải. Cô cảm thấy lạnh cả người. Vừa định chụp màn hình gửi cho Kiều Giao, thì lại thấy Trình Gia Khiêm nhắn tiếp, anh không phải thích em. Đã phủ nhận rồi, sao còn phải nhấn mạnh lại một lần nữa chứ? Đồng Tuyết Kỳ càng thấy lòng mình nguội đi, bốn món rau trên bàn cũng không còn ngon miệng nữa. Để không khiến mình trông có vẻ ảo tưởng và xấu hổ, cô dùng cả hai tay gõ chữ. "Ồ, thực ra em cũng không nghĩ là anh thích em đâu, em chỉ nói bừa thôi, em cũng không thực sự muốn biết anh thích em hay không đâu." Không được. Nói vậy như giấu đầu lòi đuôi quá Cô xóa đi và sửa lại Thực ra em là một chiến binh tình yêu Thấy ai cũng yêu Cũng không ổn Cô lại sửa Cười chết mất Anh biết cách giả vờ đó Càng không ổn Cô sắp vắt điên rồi Cô xóa hết tất cả Ngay sau đó cô thấy anh nhắn lại Anh là... Chuyện này dạy chúng ta rằng Không có tương lai với những anh chàng thích nói chuyện ảo ma Hãy tránh xa mọi anh chàng ảo ma xung quanh nếu không bạn sẽ bị tình yêu kết án FA chung thân đấy Anh chụp màn hình đoạn chat Làm kiều giao cười cô suốt cả tháng trời Đồng tuyết kỳ lạnh lùng Đừng cười nữa Hôm nay đến ngày khám sức khỏe cho tiểu bối rồi Cậu nói tớ nên làm gì đây Dạo này cô với Trình Gia Khiêm Chẳng gặp mặt nhau ở ngoài Mặc dù anh đã hẹn cô vài lần Nhưng cô đều từ chối khéo Cô bị lo âu với xấu hổ Như kiểu sắp gặp mặt một người bạn qua mạng Đặc biệt là sau khi chủ động hỏi người ta có thích mình không Thì người ta lại chơi trò mập mờ Kiều Giao bảo Coi như gặp mặt bạn bè thôi Nếu không muốn Cậu bảo mẹ cậu đi cũng được mà Rất có lý Trốn tránh cũng chẳng ích gì Đồng tuyết kỳ cô vốn không thích kéo dài những chuyện khiến cho mình phiền lòng Nhưng với Trình Gia Khiêm thì lại khác Có lẽ vì anh quá ảo Cô không biết bước tiếp theo anh sẽ làm gì Vì vậy Đồng Tuyết Kỳ đánh cam chịu số phận bỏ tiểu bối vào túi đựng mèo trước khi ra khỏi nhà cô nhắn tin cho trình gia khiêm tôi mang tiểu bối đến để kiểm tra sức khỏe khi cô đến bệnh viện thú y anh vẫn chưa trả lời có khoảng 5-6 người đang ngồi trên ghế sofa ngoài sảnh đông hơn lần trước cô đến nhiều cô đến quầy tiếp tân để lấy số bác sĩ trình hôm nay đông lắm bác sĩ thẩm thì ít hơn một chút chị có muốn khám bên bác sĩ thẩm không ạ đồng tích kỳ suy nghĩ một chút rồi gật đầu cũng được dù sao thì cũng tiết kiệm thời gian ai cũng như ai thôi lấy số xong cô định đi tìm chỗ ngồi thì cô gái quầy tiếp tân đột nhiên hạ giọng ngoắc tay với cô đồng tuyết kỳ sắp lại gần có phải là chị không cô ấy hỏi hả cô gái khóc trong đêm khuya đó đồng tuyết kỳ bối rối nhìn cô ấy ý cô là sao thấy không phải cô cô ấy có vẻ thất vọng à không phải chị thì là ai nhỉ cũng đúng chị đã lấy số của bác sĩ thẩm rồi chắc không phải chị đâu làm ơn đừng chơi trò úp mở nữa được không và kể cả có là cô thì sao chỉ kiểm tra sức khỏe cho mèo thôi mà có gì mất mặt đâu là thế này này để em kể cho chị nghe đồng tuyết kỳ lập tức rửa tay lắng nghe không bỏ lỡ bất kỳ một drama nào được khoảng hơn một tháng trước vào một buổi đêm bác sĩ trình đột nhiên nhắn trong nhóm nhỏ của chúng tôi là tại sao nhìn thấy một cô gái khóc lại khiến tim mình đau nhói thế nhỉ? Đồng Tuyết Kỳ hỏi, tại sao? Trời ơi, chị ngốc thật đấy, tất nhiên là vì anh ấy đã rung động rồi. Tim cô trùng xuống, nhớ lại khi mới quen, Trình Gia Khiêm đã nói rằng anh có người trong lòng. Lúc đó cô nghĩ rằng anh đùa, bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ anh thích cô gái hay khóc đó? Vậy à? Cơ mà cũng bình thường, cô cũng thích những cô gái khóc mà non đáng yêu ấy. Nếu người ta đã có người trong lòng có lẽ cô nên giữ khoảng cách đồng tuyết ký ôm túi đựng mèo tìm một chỗ ngồi không hiểu sao lại thở dài nhưng cô có một thói quen tốt đó là không bao giờ dằn vặt bản thân rất nhanh cô lại nghĩ thông chính gia khiêm đã thích người khác mà ngày nào cũng nhắn tin với cô người không biết xấu hổ là anh ta chứ ngày nào cũng tán tỉnh cô để làm gì vậy đùa giỡn cô à số của cô được gọi đồng tuyết ký ôm tiểu bối vào phòng khám của bác sĩ thẩm bác sĩ thẩm cũng rất đẹp trai chồng cũng đã còn mắt con người đúng là không thể treo mãi trên một cái cây được sau khi kiểm tra xong cô vui vẻ hỏi có thể cho tôi xin số liên lạc được không lần trước cô tiếp tân đã đưa số cho cô rồi nhưng cô chưa kết bạn ban đầu cô nghĩ quen trình gia khiêm là đủ rồi bây giờ xem ra không ổn anh ta nghe xong thì ngẩn ra lựa lời đáp tôi biết cô cô là cô gái ảo ma à không bạn của bác sĩ Trình. Đồng Tuyết Kỳ nghe rõ bằng cả hai tai, anh ta gọi cô là cô gái ảo ma đó. Đúng là tôi biết bác sĩ Trình, nhưng có liên quan gì đến việc kết bạn với anh chứ? Đừng nói là từ chối khéo cô đấy. Đồng Tuyết Kỳ thở dài, không làm khó người khác. Tôi không kết bạn nữa. Hình như anh ta thở phào nhẹ nhõm, có lẽ không còn ai chờ sau cô, giọng anh ta trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, bắt đầu tán dóc với cô Cô thấy bác sĩ Trình thế nào? Thực ra cậu ấy rất ngây thơ. Nói cái này với cô để làm gì chứ? Cậu ấy nỗ lực lấy lòng cô gái của cậu ấy lắm. Đồng Tuyết Kỳ nhíu mày khó hiểu. Ban đầu đúng là cậu ấy chỉ muốn làm trò ảo ma để ứng phó buổi xem mắt mà mẹ cậu ấy bắt đi thôi. Khoan đã, chuyện này là sao? Nhưng... Đang nghe đến phần quan trọng, cửa đột nhiên bị mở ra, chưa thấy người đã nghe tiếng. Bên cậu còn khăn ướt khử trùng không? Tôi muốn lấy... Câu nói của Trình Gia Khiêm khựng lại. Anh nhìn cô, cô chớp mắt nhìn lại. Ánh mắt anh chuyển từ tiểu bối sang bác sĩ thẩm. Cuối cùng dừng lại trên người cô. Rõ ràng hai người bọn họ chẳng có quan hệ gì. Nhưng cô lại thấy trột dạ, như thể là bị bắt gian ấy. Hình như anh giận rồi. Trình Gia Khiêm lấy đồ rồi đi thẳng, không nói một lời nào với cô. Tại sao anh ấy lại thế? Đồng tuyết kỳ hơi xấu hổ. Từ khi thích Trình Gia Khiêm, Dường như ở bất cứ đâu cô cũng hay bị lúng túng. Đã khiến cô trở nên thế này, anh nên bồi thường cô một ít tiền mới phải. Bác sĩ thầm chỉ cười, anh ta nhún vai. Có lẽ là ghen. Ghen với ai? Anh ấy thích anh à? Anh ta lập tức sững sờ. Cô muốn chết à? Hay là tôi muốn chết? Nói điều này trước mặt người dị tính sao được? Đồng tuyết kỳ vội vàng đổi giọng. Xin lỗi, vậy là anh ấy thích tôi. Rõ ràng là thế rồi, cô không nhận ra sao? có lẽ cô đã nhận ra nhưng lại bị chính đương sự phủ nhận. nhưng lúc đó cậu ta trông ảo ma vãi trưởng, cô còn không bị dọa, hai người thực sự rất hợp nhau đấy. không uổng công cậu ta đã học hỏi văn học ảo ma từ chỗ tôi lâu như thế. thì ra người giúp đỡ trình gia khiêm lúc đó là anh à? khoái miệng cô giật giật, nhưng từ chỗ người khác biết trình gia khiêm thích cô, cô cũng thấy vui vui. cô còn muốn hỏi về chuyện mà cô tiếp tân đã nói thì Trình Gia Khiêm lại mở cửa. Ánh mắt anh đảo qua đảo lại giữa cô và bác sĩ thẩm. Anh nói, chẳng phải đã kiểm tra xong rồi sao? Anh trông giận ghê lắm, cô bè nói. Được rồi, được rồi, vậy tôi về nhà đây. Đồng Tuyết Kỳ vẫy tay chào bác sĩ thẩm. Lần sau tôi lại đến. Vừa quay đầu lại, mặt Trình Gia Khiêm đã đen gì. Cô cười tủm tỉm bước ra khỏi cửa, nhưng ngay lúc đi ngang qua, Trình Gia Khiêm nắm lấy cổ tay cô, anh dẫn cô vào một phòng nghỉ, lôi một đống đồ uống và đồ ăn vặt ra khỏi tủ, đặt trước mặt cô. Sắc mặt anh dịu đi đôi chút, giọng cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. "Anh còn tầm một tiếng nữa, em đợi anh ở đây được không?" "Được thôi." Cô gật đầu. Mặt anh đột nhiên đỏ lên một cách vô cớ, khiến cô cũng thấy kỳ quái. Nhưng trong phòng nghỉ có điều hòa, có tivi, có ăn có uống, ở thêm một lát cũng chẳng sao. Cô có linh cảm rằng Trình Gia Khiêm có chuyện muốn nói với cô cô không ngại đợi. Nhưng nếu anh lại chơi trò mập mờ nữa, thì cô chỉ có thể nói là ai muốn trời ban mỹ nữ thì chuẩn bị đi. Bởi vì cô sẽ nhảy lầu luôn, vì lại để mình bị cùng một người đùa dỡn đến hai lần. Dù sao cũng rảnh rỗi, đồng tuyết kỳ vừa dỗ tiểu bối vừa ăn vặt. Phòng khám của Trình Gia Khiêm ở ngay bên ngoài, cách âm không tốt lắm, nên vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng động. Nghe giọng của Trình Gia Khiêm, lần đầu tiên cô cảm thấy yên tâm và đáng tin. Một trải nghiệm mới lạ, cô ăn sạch cả bàn đồ ăn vặt thời gian chờ đợi còn chưa tới một tiếng anh vừa xong việc thì liền cởi áo blue tay đã được rửa sạch vẫn còn một chút ẩm ướt cô mở một hộp thạch hút vài miếng chờ anh nói chuyện cô đã chủ động rồi bây giờ là lượt của anh hôm nay anh hơi bận em chờ anh có chán không cô lắc đầu đáp không sao cô rất hào hứng rất mong chờ nhưng cô không thể hiện ra ngoài cô tiếp tục liếm thạch kết quả là anh chẳng nói gì trong phòng chỉ còn lại tiếng cô ăn thạch chụt chụt đồng tuyết kỳ không thể nhịn nổi nữa nếu anh không có gì để nói thì em về đây chờ đã Trình gia khiêm nắm lấy cổ tay cô mặt lại đỏ lên anh cần phải chuẩn bị tâm lý đã cô không thể đợi được nữa nên nói em chuẩn bị xong rồi anh thì chưa Trình gia khiêm âm ừ vài tiếng đừng vội đây là lần đầu của anh sao đón cả buổi nếu đến cuối anh lại nói một câu chẳng liên quan đến tỏ tình Thì cô sẽ chôn anh ngay tại chỗ luôn Đồng tuyết kỳ kiên nhẫn chờ thêm nửa phút Đến giây thứ 31 thì không thể chịu được nữa Vậy em có thể hỏi trước được không? Anh gật đầu Vậy là cô hỏi Anh thích em không? Anh như đã hạ quyết tâm Đưa tay che miệng cô lại Nghe anh nói này Giọng anh đầy bất lực Lòng bàn tay ấm áp Đồng tuyết kỳ Hình như đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô một cách trịnh trọng như vậy. Ban đầu vì bị gia đình dục cưới, nên anh tạm thời đồng ý đi xem mắt. Lúc đó anh thực sự không có định yêu đương gì cả. Anh nghĩ rằng anh có thể sống với mèo cả đời. Có bạn đời hay không cũng chẳng quan trọng. Vì vậy anh muốn đối phó qua loa. Chỉ cần em nói không thích anh, anh có thể lấy đó làm cái cớ để chặn nhà anh dục cưới. Vậy ra người trong lòng của anh lúc đó là mèo à? liên tưởng đến thái độ mập mờ không nói rõ ràng của cô Tiếp Tân lúc đầu, lại nghĩ đến việc 80% bài đăng trên trang cá nhân của Trình Gia Khiêm đều là về mèo, cô mới ngộ ra. "Nhưng em dường như càng bị chặn thì càng tiến tới, lần đầu tiên anh gặp một cô gái như em. Lần trước em hỏi anh có thích em không, anh đã phủ nhận, bởi vì anh nghĩ việc tỏ tình nên để anh làm. Nhưng mà mỗi lần hẹn em, em đều không chịu ra ngoài." Tuyết Kỳ, anh thả tay ra, nhìn cô một cách đầy nghiêm túc. Anh... Anh hít một hơi thật sâu nói. Anh thích em, em có đồng ý làm bạn gái anh không? Đồng tuyết kỳ cúi đầu ăn thạch, cố ý không nói gì. Khi trình ra khiêm đỏ mặt, mắt anh trong veo như chú nai con trong rừng. Bây giờ anh đầy mong đợi, sốt sáng nhìn cô chằm chằm. Trêu anh vui thật, cô thẻ lưỡi lấy một miếng thạch, lại thấy anh đột ngột quay mặt đi. Anh không cần em trả lời ngay bây giờ, Em có thể nghĩ từ từ Cô vẫn không nói gì Nhìn chằm chằm vào môi anh Bạo gan vì háo sắc Động tác nhanh như chớp Dán lại liếm một cái Anh giật mình Cổ và tai đều đỏ bừng lên Vẻ mặt khó tin Em... Cô cũng ngượng ngùng lùi lại Xúc động là ma quỷ Nhưng đã thích nhau rồi Để cô hôn một cái cũng đâu có sao Đồng tuyết kỳ cúi đầu tiếp tục ăn thạch Cười hề hề Xin lỗi nhé Tại đang ăn thạch lỡ hút nhầm vào môi anh rồi, anh xem chuyện này. Dừng một chút, cô chơi xấu hỏi nhỏ, có thể làm lại được không? Trình Gia Khiêm vẫn đỏ mặt, cả người như bốc cháy, lòng bàn tay nóng hổi, anh đứng đối diện cô, đưa tay nâng mặt cô lên. Đồng Tuyết Kỳ mất tự nhiên nghiêng đầu, nhưng Trình Gia Khiêm lại bất ngờ mạnh mẽ xoay mặt cô lại, buộc cô phải nhìn thẳng vào anh. Trong đôi mắt anh phản chiếu hình ảnh của cô, cô bị nhìn chằm chằm đến mức có hơi xấu hổ liền nhỏ giọng xin tha em đùa thôi đùa thôi mà mới tỏ tình đã hôn nhiều thế này sau này không biết còn đến mức nào thật là không dám tưởng tượng nhưng trình gia khiêm mặc kệ lời xin tha của cô anh cúi đầu ngậm lấy miếng thạch trong tay cô đưa tay đè sau gái cô dùng môi mình nhẹ nhàng ma sát trên môi cô thạch trôi vào trong miệng cô và cô vô thức nuốt xuống như thể anh vừa bật một công tắc nào đó đôi mắt anh trở nên sâu thẳm Nhìn cô vừa quyến rũ vừa mê hoặc Được Anh trả lời câu hỏi trước đó Tiểu bối nằm trong túi kêu meo meo Nhưng chủ nhân lại không rảnh bận tâm Anh ôm mặt cô Cánh môi ướt át Lại cọ lên môi cô Hoàn toàn không giống người vừa nãy Còn phải chuẩn bị tâm lý trước khi tỏ tình Bao nhiêu lần cũng được Trò chơi này cô đã thua hoàn toàn rồi Quý vị khán thính giả thân mến Bộ truyện ngôn tình hấp dẫn ngày hôm nay đến đây là kết thúc Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh youtube, nghe audio chuyện ngôn tình để chúng mình có thêm động lực, sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc quý vị thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bộ truyện mới tiếp theo.